Với máy tính tích phân cực nhanh trong cái đề sở Thanh Hóa nhá. Các bạn xem cho tích phân từ 0 đến m đúng không? Giá trị của m đúng không? Câu này chắc là bấm mất 5 giây. Các bạn xem nhá. Các bạn nhập tất cả các biểu thức này vào, tích phân từ 0 đúng không? Cho đến m của gì đây? 3x bình trừ cho 2x cộng 1 đúng không? Đấy, 3 bằng 6 đúng không nhỉ? Câu này không cần động tay đúng không? Cần nhấn shift zone này. Các bạn cho x bất kỳ nhá. Đấy, không cần quan tâm x đúng không? Cũng cho m bất kỳ luôn. Đấy, xem m bao nhiêu nhá. Xem là đúng là 5 giây không? Đấy thì m bằng 2 đúng không? Vậy m2 là đáp án chính xác là C nhé.